Xin kính chào tất cả quý phụ huynh các em học sinh. Video học hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vào bài 66, đó là chắc chắn, có thể, không thể ở trong quyển vở bài tập toán lớp 2 bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Các em có thể xem thêm các video khác ở trên kênh của cô, các video của môn toán tiểu học ở trên kênh YouTube là kênh Mít Hạnh nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào bài số 1, chọn từ này. Chắc chắn này, có thể hoặc không thể để điền vào chỗ chấm cho thích hợp. Trong hộp bút của Mai thì có 2 cái bút chì và 2 bút mực. Trong hộp bút của Việt tất cả đều là bút chì, có 3 cái bút chì. Và trong hộp bút của Nam thì có 2 cái bút mực thôi, đúng không? Nếu mỗi bạn lấy ra một bút khỏi cái hộp bút của mình thì bạn Mai, chúng ta sẽ chọn cụm từ chắc chắn, có thể hay không thể lấy được bút chì. Trong hộp bút của Mai thì vừa có bút chì vừa có bút mực, nên là Mai có thể sẽ lấy được bút chì, có thể lấy được bút chì, đúng không? Vì có cả bút chì cả bút mực trong đấy mà, nên là có thể sẽ lấy bút chì hoặc là bút mực, đúng không? Nếu bạn lấy một lần thì có thể là sẽ lấy bút chì hoặc là bút mực. Như vậy ở đây cái này nó, cái bút chì này nó có ở trong này, có trong hộp bút của Mai, nhưng toàn bộ hộp bút của Mai không phải là bút chì cả, mà vừa bút chì vừa bút mực. Nên là chúng ta sẽ điền cụm từ ở đây là Mai có thể lấy được bút chì. Đây sẽ là cụm từ có thể. Tiếp theo, Việt, các em sẽ chọn cụm từ nào để các em điền lấy bút chì. Như vậy trong hộp bút của Việt tất cả đều là bút chì cả. Như vậy tất cả đều là bút chì thì bạn lấy một cái thì chắc chắn đấy sẽ là lấy được một cái bút chì. Như vậy Việt chắc chắn lấy được bút chì. Như vậy các em sẽ điền chắc chắn. Nam thì như thế nào? Trong hộp bút của Nam thì chỉ có bút mực thôi. Trong hộp bút của Nam chỉ có bút mực, không có bút chì. Như vậy thì Nam không thể lấy được bút chì. Như vậy ở đây các em điền là không thể. Như vậy ở câu A các em điền cho cô Mai có thể lấy được bút chì, Việt chắc chắn lấy được bút chì, còn Nam thì không thể lấy được bút chì. Xong bài tập số 1, chuyển sang bài tập số 2. Những ai mà chưa xong, các em hãy dừng lại để làm cho xong. Xong bài tập số 2 như sau. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Trong hộp có 4 quả bóng màu xanh ở đây. Nếu như mà chúng ta không nhìn vào hộp, nếu không nhìn vào hộp, Nam lấy một quả bóng từ bên trong chiếc hộp đó, khả năng để Nam lấy được một quả bóng quả màu xanh là. Như vậy trong hộp toàn bộ quả bóng đều là màu xanh đây. Đấy, tất cả 4 quả bóng đều là màu xanh. Vậy thì khi mà Nam lấy ra một quả bóng thì chắc chắn quả bóng đấy sẽ là màu xanh. Khả năng để Nam lấy được quả bóng màu xanh thì là chắc chắn rồi. Đấy, cứ lấy một quả bất kỳ trong này thì sẽ là quả bóng màu xanh. Kem sẽ điền là từ chắc chắn. Khả năng để Nam lấy được một quả bóng màu trắng. Trong cái hộp này tất cả quả bóng đều là màu xanh. Vậy khi Nam lấy một quả bóng ở trong hộp này thì không thể lấy ra được một quả bóng màu trắng. Không thể lấy được quả bóng màu trắng. Bởi vì là ở đây là tất cả quả bóng này đều màu xanh. Vì khi lấy ra thì nó phải là lấy ra được một quả bóng xanh thôi, chứ không thể là một quả bóng trắng được. Đấy, vậy câu B thì các em sẽ điền khoanh vào cụm từ là không thể. Tiếp tục sang bài tập số 3. Ai chưa xong hai bài tập 1, 2, các em hãy dừng lại để làm cho xong hai bài tập số 1 và số 2 nhé. Chuyển sang bài tập số 3 như sau. Yêu cầu các bạn là chọn từ này, chọn từ chắc chắn, có thể hoặc không thể để điền vào chỗ chấm cho thích hợp. Trên đĩa thì đã có, trên đĩa có 2 chiếc bánh mì hình tròn.
và 3 chiếc bánh mì là hình vuông. Robot cho Mai và My mỗi bạn là 2 chiếc bánh. Như vậy, trên đĩa chấm 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 còn lại một chiếc bánh. Chúng ta sẽ chọn cụm từ là chắc chắn này, có thể hoặc không thể vào đây. Có tất cả ở trên đĩa có tất cả là 3 cộng với 2 thì bằng 5 chiếc. 5 chiếc bánh có phải không nào? 2 cộng với 3 bằng 5. Mỗi bạn được 2 chiếc. Tức là chúng ta có 5 chiếc này, có tất cả là 5 chiếc bánh. Như vậy chúng ta hai bạn mà mỗi bạn 2 chiếc. Như vậy chúng ta sẽ cho là bạn Mai là 2 chiếc và cho bạn My thêm 2 chiếc nữa. Như vậy chúng ta sẽ cho hai bạn là tất cả là sẽ là 4 chiếc bánh. Có đúng không? Mỗi bạn 2 chiếc, vậy hai bạn là sẽ cho đi 4 chiếc bánh. Mà ở trên đĩa này có tất cả là 5 chiếc bánh. Như vậy chúng ta lấy 5 chiếc bánh, chúng ta trừ đi 4 chiếc bánh thì còn 1 chiếc bánh. Như vậy trên đĩa chắc chắn còn lại 1 chiếc bánh. Vậy các em sẽ điền cho cô chắc chắn còn lại 1 chiếc bánh. Bởi vì trên cả hai đĩa có 5 chiếc. Chúng ta cho hai bạn đi mỗi bạn 2 chiếc thì hai bạn chúng ta sẽ cho hai bạn là 4 chiếc. Như vậy lấy 5 trừ đi 4 thì trên đĩa chắc chắn còn lại 1 chiếc bánh. Như vậy ở đây các bạn điền cho cô cụm từ là chắc chắn. Chắc chắn còn lại 1 chiếc bánh. Trên đĩa còn lại 1 chiếc bánh hình vuông. Như vậy cụm từ là có thể hay không thể. Có thể còn lại một, có thể còn lại một chiếc bánh hình vuông hay là không thể. Như vậy ở đây nhá, chúng ta cho đi 4 chiếc bánh. 4 chiếc bánh đấy thì có thể là chúng ta cho là 2 chiếc bánh hình tròn và cho đi 2 chiếc bánh hình vuông. Như vậy thì nó sẽ có thể là còn lại một chiếc bánh hình vuông. Hoặc là không thể. Có thể nhá, có thể. Ở đây là chúng ta rơi vào từ có thể chứ không, nó không phải là chắc chắn. Đúng không? Như vậy thì nếu như mà chúng ta cho hai bạn này là hai chiếc bánh hình tròn và hai chiếc bánh hình vuông rồi thì sẽ còn lại một chiếc bánh hình vuông. Có thể rơi vào trường hợp đấy, đúng không? Có thể này là khả năng nó có thể xảy ra. Đấy, chứ không phải là chắc chắn mà nó có thể xảy ra là như vậy. Như vậy ở đây trên đĩa thì có thể còn lại một chiếc bánh hình vuông. Các bạn điền cho cô cụm từ là có thể. Trên đĩa chúng ta có 5 chiếc bánh, chúng ta cho đi hai bạn đi 4 chiếc bánh thì chỉ còn lại một chiếc bánh thôi. Như vậy trên đĩa không thể là còn lại hai chiếc bánh được, mà nó chỉ chắc chắn là chỉ còn lại một. Đấy. Như vậy ở đây ý C này các em điền cho cô cụm từ đó là không thể. Như vậy trên đĩa không thể còn lại hai chiếc bánh. Đấy, mà chỉ còn lại một chiếc thôi. Như thế là trên đây là cô và các bạn đã vừa hoàn thành xong được bài 66 trong vở bài tập toán lớp 2 bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Để tiếp tục đón xem các video miễn phí trên kênh, các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh và bấm chuông nhé. Cảm ơn tất cả quý phụ huynh, các em học sinh đã dành thời gian theo dõi video bài giảng. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh, các em học sinh ở các bài học tiếp theo.